Mưa lũ tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục diễn biến phức tạp khi trời mưa to không ngớt do ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đến đầu giờ chiều mùng 8 tháng 9 đã có hàng chục khu dân cư bị ngập lụt, sạt lở, nước trên các suối đổ về chảy xiết đe dọa tới tính mạng tài sản của người dân. Trong số 65 nhà bị ảnh hưởng, có 40 nhà bị đất đá sạt trượt vào, nhiều nhà phải di rời khẩn cấp. Hàng chục khu dân cư tại thị trấn Mộc Châu, xã Tân Lập, xã Triềng Hắc, xã Đông Sang, xã Hua Păng bị ngập lụt, sạt lở. Qua kiểm tra rà soát, hiện có 8 hộ dân tại bản Suối Răng, xã Quy Hướng có nguy cơ bị sạt lở cao. Ngay trong sáng nay, thì chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ di chuyển dân và tài sản đến nơi an toàn. Chúng tôi hiện nay đang phát huy 4 tại chỗ, trực 24/24 giờ. Ngay từ đêm hôm qua thì một số đơn vị trường học bị ngập lụt thì đã được các cái lực lượng đã di chuyển toàn bộ tài sản lên cái vị trí cao hơn và an toàn hơn để đảm bảo tài sản. Và hiện nay thì cũng đang trực để ứng cứu cũng như là hỗ trợ cho người dân di chuyển tài sản ở những cái vùng mà bị ngập đến cái điểm an toàn, làm thế nào đó để đảm bảo an toàn nhất về tính mạng cũng như là tài sản của nhân dân. Thế và các cái tuyến đường mà nguy hiểm ngập lụt xảy ra mà có cái nguy cơ cao thì chúng tôi cũng đã có những cái cảnh báo chặn để không cho người dân đi qua những cái vùng nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Mưa lớn kéo dài cũng làm 3 hộ dân tại xã Hua Păng bị sập, 17 nhà sạt lở ta luy. Hiện chưa thể thống kê hết những thiệt hại tại huyện Mộc Châu do mưa liên tục trên diện rộng. Ngày 8 tháng 9, Ủy ban dân xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xác nhận một tàu hàng lớn vừa bị lật trên khúc sông Hồng đoạn qua địa bàn xã. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường và xác định những người mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã có mặt ở khu vực tàu hàng bị lật, tiến hành tiếp cận hiện trường và xác định những người mất tích. Thông tin ban đầu, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định rõ lúc lật trên tàu có bao nhiêu người và có ai bị mắc kẹt bên trong hay không. Nguyên nhân của vụ lật tàu vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Sáng 8 tháng 9, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương vừa ghi nhận một trận động đất mạnh 3,3 độ. Trận động đất sáng 8 tháng 9 được Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận xảy ra tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vào lúc 6 giờ 40 phút sáng sau khi bão Yagi vừa quét qua các tỉnh thành phía Bắc. Dù trận động đất xảy ra ở khu vực huyện vùng cao A Lưới, nhưng nhiều nơi khác ở tỉnh Thừa Thiên Huế cách tâm chấn hàng chục km vẫn cảm nhận được độ rung lắc. Trận động đất có cường độ 3,3 độ, độ sâu tâm chấn khoảng 8 km. Ông Hòa cho biết trận động đất này có cường độ nhẹ nên không có cấp độ rủi ro thiên tai. Vào sáng cùng ngày, nhiều người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cảm nhận được sự rung lắc của mặt đất do ảnh hưởng của trận động đất này. Sáng 8 tháng 9, Ban Quản lý Quần thể Danh thắng Tràng An, còn được biết đến là Ban Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An, xác nhận đơn vị muốn mua lại cây đổ bật gốc do bão Yagi để góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả cây đổ do bão Yagi gây ra, đặc biệt là tại khu vực Hà Nội. Sau khi cơn bão số 3 có tên quốc tế là bão Yagi đi qua khiến hàng nghìn cây xanh ở thành phố Hà Nội bị quật đổ, để nhanh chóng khắc phục hậu quả do bão để lại, Ban Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An có nguyện vọng mua lại cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội bị siêu bão Yagi quật đổ về trồng lại tại các khu du lịch do đơn vị này quản lý để chăm sóc và phục hồi. Ban Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An kính đề nghị các đơn vị, tập thể, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi cây hoặc di rời cây có thể liên lạc theo số điện thoại là 0911 702 682. Theo Ban Quản lý và Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An, số lượng cây mà đơn vị này muốn mua hoặc chuyển đổi chỉ nằm tại thành phố Hà Nội và không giới hạn về số lượng. Chủng loại những cây mua lại là cây bóng mát, cây ăn quả bị bật gốc gãy đổ. Tính riêng tại thành phố Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3, gió giật mạnh kèm theo mưa lớn đã quật đổ làm gãy gần 3.000 cây xanh trên nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội, khiến cho giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa qua đã có yêu cầu đối với những trường chưa đủ điều kiện thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn mới đón học sinh trở lại trường học. Sáng 8 tháng 9, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có công văn số 3069 đề nghị trưởng các phòng giáo dục đào tạo, các hiệu trưởng nhà trường khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, báo cáo cấp có thẩm quyền, bố trí kinh phí khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.
theo dõi chặt chẽ thời tiết và tình hình thực tế của đơn vị để chủ động quyết định thời gian học sinh quay trở lại trường, đảm bảo thực hiện tốt khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Trong ngày 8 tháng 9, các trường rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nếu đủ điều kiện đảm bảo an toàn thì tổ chức dạy học từ ngày 9 tháng 9. Đối với trường chưa đủ điều kiện thì tiếp tục cho học sinh nghỉ học, tập trung khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo đầy đủ các điều kiện an toàn mới đón học sinh quay trở lại trường học. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu với các trường chưa thể đón học sinh trở lại trường theo kế hoạch, Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đến trường khẩn trương khắc phục hậu quả của bão, chủ động có kế hoạch dạy bù cho học sinh, đồng thời nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngày 7 tháng 9, khoảng 500 người dân địa phương ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phát hiện và nhặt hàng tấn cá trong lồng bè trôi dạt vào bãi biển do ảnh hưởng của bão số 3, có tên quốc tế là bão Yagi. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng đã xuống khu vực biển bãi đá đen thuộc khu 1 phường Bình Ngọc, thấy có khoảng 500 người dân ở nhiều địa phương tại thành phố Móng Cái đang nhặt cá dạt vào bãi biển. Cạnh đó phát hiện một chiếc lồng bè rộng hàng trăm mét được bao quanh bởi lưới để giữ cá. Trong lồng bè có nhiều cá vàng ánh, xung quanh lồng bè thì lưới bị thủng rách nhiều. Ước lượng số cá người dân thu được khoảng 1 đến 3 tấn. Loại cá này mỗi con có trọng lượng trung bình khoảng 0,4 đến 0,7 kg và có giá khoảng 100.000 đồng một kg. Cho đến sáng nay, ngoài biểu hiện có hai lồng bè tương tự khác đang trôi dạt trên khu vực biển đảo Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nhiều khả năng theo hướng gió sẽ trôi dạt vào khu vực bãi biển phường Bình Ngọc, phường Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái. Các lực lượng chức năng đang lên phương án xử lý. Theo xác minh và nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các lồng bè nuôi cá vàng ánh nêu trên là của các cơ sở nuôi thủy hải sản của nước ngoài do ảnh hưởng của bão số 3 nên đã trôi dạt về phía biển của phường Bình Ngọc thuộc thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sáng 8 tháng 9, trong quá trình cơ động đi đón 11 người dân từ Hòn Dầm Đơn do tàu 984 thuộc Quân chủng Hải quân bàn giao, tàu 285 đã phát hiện và cứu được 6 người, gồm 2 người trên xuồng nuôi ngọc trai thuộc khu vực Tùng Sâu và 4 người của xà lan số hiệu HI0496 khi đang suýt bị chìm ở khu vực đảo Tí Tốt, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó vào lúc 14 giờ ngày 7 tháng 9, xà lan mang số hiệu HI0496 do thuyền trưởng Trần Văn Sơn điều khiển chở hơn 2.600 tấn xi măng trú bão tại đảo Tí Tốt, tỉnh Quảng Ninh thì gặp nạn và bị chìm. Trên tàu có 4 thuyền viên. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Sở Chỉ huy Vùng 1 điều động tàu 984 và xuồng cách khu vực tàu bị nạn khoảng hơn 3 hải lý, xuất phát đi cấp cứu 4 thuyền viên. Đến 5 giờ 30 phút 8 tháng 9, Quân chủng Hải quân nhận được thông tin có người mắc kẹt tại Hòn Dầm Đơn, Quảng Ninh. Ngay sau đó, Quân chủng Hải quân đã chỉ đạo Lữ đoàn 170 Vùng 1 điều động xuồng cơ động đến khu vực và cứu được 11 người, đưa lên tàu 984 và chuyển 6 người bị nạn sang tàu 285. Vùng 1 để trở về bờ. Trưa 8 tháng 9, tàu 285 đã đưa 17 ngư dân về bờ an toàn và làm thủ tục để bàn giao cho địa phương theo quy định. Quân y vùng 1 Hải quân đã kiểm tra sức khỏe ban đầu, chăm sóc người bị thương, cung cấp nhu yếu phẩm cho 17 ngư dân. Hiện sức khỏe của các ngư dân đã ổn định.